Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt giữ đối tượng Vũ Duy Kiên, sinh năm 1978, trú ở Hà Nội, là thủ phạm trộm cắp xe ô tô chở gần 500 cây vàng và 1 tỷ đồng tiền mặt của tiệm vàng Phi Đoan tại quận Hà Đông, gây chấn động dư luận vào đầu tháng 1 năm 2016. Kiên là nhân viên công ty cổ phần ghi hình và truyền thông. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2016, ông Vũ Đức Phi, chủ cửa hàng vàng bạc Phi Đoan, cho hai nhân viên của ông khiêng một hòm tôn, bên trong có khoảng 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây các loại và 1 tỷ đồng tiền mặt từ phòng ngủ của ông ra đặt vào cốp sau chiếc xe ô tô đang đổ trên vỉa hè trước cửa nhà. 5 phút sau, ông Phi đi từ trong nhà ra và phát hiện xe ô tô cùng hòm đựng tài sản đã biến mất. Sau 4 tháng tích cực điều tra, đến ngày 15 tháng 5, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Duy Kiên, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.